Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mẹo thần kỳ xóa sạch mọi nếp nhăn vết chân chim trên khuôn mặt, da căng mịn trắng sáng bất chấp tuổi tác. Bạn biết không, tuổi tác, khói bụi, ô nhiễm môi trường chính là yếu tố dẫn tới lão hóa da rất nhanh chóng. Nếu không biết cách chăm sóc da bên ngoài và chuyên sâu thì tất nhiên lão hóa da sẽ đến rất sớm. Có nhiều cách để chống lão hóa da giúp bạn có làn da căng mịn tràn đầy sức sống ngay tại nhà mà không cần tốn tiền đến spa. Bạn chỉ cần kiên trì xóa nếp nhăn đúng cách, bạn sẽ sớm có làn da rạng ngời sắc xuân. Trong video này, kênh Phái Đẹp sẽ chia sẻ với các bạn một công thức xóa nếp nhăn vết chân chim tại nhà cực kỳ hiệu quả. Mời các bạn cùng theo dõi nhé! Để thực hiện phương pháp này, bạn hãy chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Thứ nhất là một quả trứng gà. Tiếp theo là một ít sữa chua không đường. Bạn nhớ phải chọn loại không đường. Một ít mật ong. Đây chính là ba nguyên liệu mà chúng ta cần cho phương pháp xóa nếp nhăn này. Cách để chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng gà ra hai chiếc bát. Có rất nhiều cách để các bạn thực hiện. Mình thì hay tạo một lỗ nhỏ trên đỉnh của quả trứng và thông qua lỗ nhỏ này, mình sẽ rót được cái phần lòng trắng trứng gà ra ngoài, ở bên trong chỉ còn lại phần lòng đỏ. Như vậy là mình đã tách được lòng trắng và lòng đỏ trứng gà ra hai chiếc bát riêng biệt rồi đây. Ở phương pháp này chúng ta không sử dụng phần lòng đỏ mà chúng ta chỉ sử dụng phần lòng trắng trứng gà thôi các bạn nhé. Với bát lòng trắng trứng gà này thì bạn hãy cho vào 2 thìa sữa chua không đường cho mình. Tiếp theo bạn cho 1 thìa mật ong. Và bây giờ bạn chỉ việc đánh thật đều tay để cho mật ong, sữa chua không đường và lòng trắng trứng gà hòa quyện, tạo thành một hỗn hợp đồng nhất là xong. Bạn thấy không, chỉ trong ít phút thôi là chúng ta đã làm xong hỗn hợp rồi đấy. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần các bạn này. Cách để các bạn sử dụng bát hỗn hợp này xóa nếp nhăn và xóa vết chân chim trên mặt như sau. Bước đầu tiên là bạn hãy rửa thật sạch khuôn mặt bằng nước ấm. Nhớ là phải bằng nước ấm bạn nhé. Sau khi mà rửa mặt thật sạch rồi thì bạn dùng khăn lau khô khuôn mặt. Tiếp theo thì bạn sử dụng bát hỗn hợp mà chúng ta vừa làm, thoa đều lên toàn bộ khuôn mặt.
Sau khi thoa hỗn hợp lên mặt xong thì bạn hãy sử dụng các đầu ngón tay của mình massage nhẹ nhàng trên toàn bộ khuôn mặt trong khoảng 1 đến 2 phút. Bạn nhớ hãy massage kỹ hơn ở những vùng có nhiều nếp nhăn như là vùng trán hay là vùng khóe mắt. Sau khi massage xong, bạn lưu lại hỗn hợp trên mặt thêm khoảng 30 phút nữa và cuối cùng bạn rửa lại bằng nước mát là xong. Bạn biết không, ngay sau lần áp dụng đầu tiên, bạn sẽ cảm nhận được ngay sự thay đổi trên khuôn mặt của mình. Các nếp nhăn và vết chân chim trên mặt bạn sẽ mờ dần đi. Và nếu như bạn kiên trì áp dụng loại mặt nạ này 2-3 lần trên một tuần, thì chắc chắn mọi nếp nhăn, vết chân chim trên khuôn mặt bạn sẽ dần bị xóa sạch. Thay vào đó là làn da căng mịn, tràn đầy sức sống. Hãy thử và trải nghiệm sự tuyệt vời của phương pháp này các bạn nhé. Chúc các bạn thành công và sớm có làn da như ý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem. Hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.